Em muốn mua máy tầm 14 15 triệu chơi game thì mua gì nhỉ? Tầm 15 16 triệu trở xuống, laptop gaming chơi game ngon, tác vụ thông thường thì nên mua con nào? Mong anh tư vấn, em cảm ơn. Mua HP Victus 15 2023, Ryzen 5 7535HS để học SketchUp, V-Ray, AutoCAD được không? Đấy thì ngoài chơi game ra anh em còn quan tâm đến cả những cái phần mềm như là SketchUp này, V-Ray xong rồi AutoCAD nữa thì lần trước mình cũng đã giới thiệu một em đấy là Aspire 7 thì cũng khá là ngon rồi. Chúng ta sẽ có là Ryzen 5 5500U này, xong rồi GTX 1650 này là ok rồi, nhưng mà nếu anh em mà lên được lên HP Victus đi thì chúng ta sẽ có RTX 2050 thì nó còn ok hơn nữa. Đấy, với cái tầm này mà mua máy mới 100% thì đúng là rất ít những cái mẫu laptop gaming mà ngon. Mình có giới thiệu cho anh em là IdeaPad Gaming 3 rồi đúng không? Thì em đấy cháy hàng quá. Nhưng mà ấy, nhiều anh em lại muốn rằng là có một cái máy nào đấy trông nó thanh lịch, nó gọn gàng, nó không quá hầm hố qua gaming để mà phù hợp với cả môi trường làm việc văn phòng hơn. Thì đây, HP Victus 15 2023. Đấy, anh em cứ có cái nhu cầu gì là nộp một computer lại phải cố gắng nhập về để có thể trên tay cũng như là bán lại cho anh em. Nhưng mà với tầm giá 15 triệu, chiếc máy này sẽ có cái gì đặc biệt? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhá. Anh em hãy nhớ đăng ký và theo dõi kênh YouTube của No 1 Computer để nhận ngay mã giảm giá No 1 300, giảm trực tiếp 300.000 khi mua mẫu laptop bất kỳ tại No 1 Computer. Chi tiết chương trình mình sẽ để ở phần mô tả để anh em có thể tiện theo dõi hơn. Còn bây giờ chúng ta hãy bắt đầu video thôi nào. Bây giờ thì mình sẽ điểm qua một vài điểm cải tiến so với năm 2022 để anh em có thể nắm qua nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ có một cái bản lề chắc chắn và đỡ rung hơn hẳn so với năm ngoái. Tuy nhiên thì khi mà sử dụng ấy thì vẫn có cái cảm giác là hơi rung lắc nhẹ. Bản lề này thì cho phép chúng ta có thể mở một góc lên đến 135 độ. Đó, nhưng mà anh em cố gắng là chỉ giữ bản lề ở cái mức độ này thôi nhá, không thì sẽ gây hại cho bản lề đấy. Và nhớ là khi mà mở ấy thì chúng ta mở vào chính giữa này thì sẽ giúp bản lề chúng ta bền hơn. Anh em để ý đúng không ạ? Ở phần này, chỗ mở ấy, chúng ta sẽ có một cái khe hõm vào như này để anh em có thể dễ dàng mở nó lên hơn. Đấy, HP Victus được thiết kế khá là tinh tế đúng không nào? Điểm thay đổi thứ hai đó chính là thiết kế. Năm nay thì các viền của chúng ta được bo tròn hơn và cái cảm giác cầm nắm cũng thích tay hơn rất là nhiều. Và cái mặt sơn ở mặt A này cũng cho chúng ta cái cảm giác là đỡ bám mồ hôi vân tay hơn. Có một điểm mới nữa là hãng đã cho thêm vào máy của chúng ta một cái phần mềm, đó là Omen Gaming Hub. Đây là một phần mềm tùy chỉnh mới mà hãng vừa ra mắt xong. Ở phần Performance Control này này, chúng ta hoàn toàn chỉnh được máy về chế độ Eco tiết kiệm, rất thích hợp cho anh em nào làm văn phòng hay dùng ở chế độ xem phim giải trí này. Pin vừa lâu hơn, quạt cũng yên tĩnh hơn. Chúng ta cũng có thể điều chỉnh quạt ở cái mức độ chọn là Auto và Max. Auto là để tự động cảm biến của máy hoạt động, còn Max là khi anh em muốn đẩy hiệu năng và xả nhiệt nhanh. Ngoài ra thì anh em cũng có thể theo dõi nhiệt độ của CPU và GPU từ một phần mềm chính hãng mà không cần cài thêm app thứ ba. Đây cũng là một cái nhỏ nhỏ thôi, nhưng cũng là một cái bước tiến khá tích cực trong việc tối ưu phần mềm để hãng có thể chạy đua với các hãng khác trong cái lĩnh vực là phần mềm tùy chỉnh từ hãng. Quay trở lại về phần ngoại hình thì đây là một mẫu laptop có thiết kế đẹp nhất trong các mẫu laptop có tầm giá dưới 20 triệu. Nó có một cái thiết kế rất là thanh lịch và hiện đại. Bây giờ thì mọi người đã không còn quá chuộng các mẫu laptop gaming mà trông nó hầm hố, nó cục mịch nữa rồi, mà người ta hướng đến cái gì nó tối giản, nó trưởng thành hơn, nó phù hợp với cả đa số người dùng hơn. Các bạn là học sinh sinh viên này cũng có thể dùng này, đi làm văn phòng ok cũng có thể dùng này, mang đi học, đi làm, đi chơi đều ok cả. Tuy là chiếc máy này được hoàn thiện hoàn toàn từ nhựa, nhưng mà mình đánh giá là thiết kế cũng khá ổn đấy, tầm 7 trên 10 điểm. Đây, mình có thử tác động lực vào cái khu vực này. Đây, khu vực yếu nhất nhá, thì cũng là có hiện tượng bị flex, nhưng mà cũng ít mà thôi. Và mình cũng thử vặn thử nhá. Đây này, đấy, thì cũng flex nhẹ, thì nó cũng tương tự như là IdeaPad Gaming 3 hay là những cái mẫu laptop mà có vỏ bằng nhựa mà thôi. Đó là toàn bộ trải nghiệm về ngoại hình của HP Victus 15 2023. Bây giờ là đến phần cấu hình. Ở đây thì mình có phiên bản cấu hình thấp nhất, đó chính là Ryzen 5 7535HS RTX 2050. Tuy nhiên, đây cũng là phiên bản cấu hình mà bán chạy nhất của HP Victus rồi. Vừa có giá thành tốt, lại đáp ứng nhu cầu của hầu như là đa số các bạn học sinh sinh viên. Với Ryzen 5 7535HS mang lại hiệu năng rất là tốt so với cả lượng điện năng tiêu thụ. Nó chỉ ăn 35W điện, nhỉnh hơn một con CPU của dòng U một chút thôi. Nhưng điểm multi-core là trên 8.000 điểm, điểm single-core là 1.400 điểm. Một điểm số rất là cao kết hợp với 6 x 12 luồng, đảm bảo xử lý hầu hết các tựa game eSports hiện nay. VGA ở đây cũng là một mẫu VGA mới, RTX 2050, phiên bản nâng cấp của VGA quốc dân 16504GB. RAM thì được trang bị là 8GB DDR5 bus 4800 với 2 khe RAM nâng cấp tối đa là 32GB. SSD cũng được trang bị là 512GB chuẩn NVMe. Nhưng anh em lưu ý nhá,
mã này chỉ có một khe SSD thôi, nên là muốn dung lượng cao thì mình sẽ cần thay thế mà không thể cắm thêm được nữa. Wi-Fi đây là mẫu Wi-Fi 6 của MediaTek 802.11ax. Bây giờ thì 8GB RAM là hơi ít đúng không anh em? Nhưng mà anh em đừng lo, anh em mua hàng trong tháng này ở Normal Computer là được tặng kèm một thanh RAM 8GB nữa, chạy đùa trên đồ là mắc ngon rồi. Mà nhá, một thanh RAM 8GB DDR5 là sơ sơ cũng phải 600.000 đấy, khá là hơi đúng không nào? Bây giờ test qua một vài tựa game nhá. Game quốc dân đi, Liên Minh Huyền Thoại thì GPU của chúng ta đặt 62 độ, 40% ăn 15W điện, CPU 83 độ, 18% ăn 25W điện. FPS là vào khoảng 170-200. Cái này thì mình đã lock FPS ở 200 nhá. Chúng ta sẽ để là full setting. Với Liên Minh như này thì quá mượt rồi đúng không nào anh em? Tiếp đến là tựa game Valorant, mình sẽ để ở setting trung bình. GPU của chúng ta đạt 70 độ, 29% ăn 20W điện, CPU là 90 độ, 60% 35W điện, và FPS sẽ rơi vào khoảng 130-160. Sau 3 đến 4 tiếng test game thì mình thấy VGA nhiệt độ ổn, nhưng mà chip thì nhiệt độ hơi cao một chút so với cả IdeaPad Gaming 3, lên đến 80-90 độ. Tuy nhiên thì đấy vẫn là ở mức an toàn, và chúng ta sẽ có một cái hệ thống quản lý cũng như là tản nhiệt cũng khá là hiệu quả rồi. Đấy, cái nhiệt độ mà tỏa ra khỏi thân máy, vỏ máy các thứ này này là cũng khá ít và không ảnh hưởng đến trải nghiệm dùng đâu nhá. Hốc tản nhiệt của chúng ta thì được đẩy ra phía sau, giấu đi cũng khá là kín và tinh tế đấy chứ. Và ở mặt D này anh em nhìn đi, chúng ta sẽ có một chút sự khác biệt, đó chính là chúng ta sẽ có một cái gờ cao su khá là cao ở đây. Và nhìn vào đây thì anh em có thể rõ ràng thấy được là lưới bảo vệ cũng như là ở trong này sẽ có hai quạt khá là to đang chạy ở trong này nhá. Và ở hai bên sẽ là loa với công nghệ là B&O cho phép tái tạo âm thanh cũng như là làm âm thanh to hơn, rõ hơn. Anh em chơi game, giải trí, học tập đều rất là ok cả. Về màn hình, HP trang bị chúng ta một màn hình là 15,6 inch, tỷ lệ màn hình là 16:9, tấm nền IPS. Và hãng công bố thì độ sáng màn hình là 250 nit, nhưng mà mình đo với cả Data Color Spider Elite ấy, thì nó cho ra là 280 nit, cùng với đó là 69% sRGB, 49% NTSC và 51% DCI-P3. Màn hình này thì ngon hơn IdeaPad Gaming 3 với tần số quét là 144Hz. Về chất lượng màu sắc thì nó sẽ tương tự như những con là Nitro 5 Tiger này hoặc là GF63. Nói chung là những cái mẫu máy mà tầm giá 20 triệu đổ xuống ấy. Và ở đây thì mình sẽ để một video để anh em có thể trải nghiệm được chất lượng hình ảnh cũng như là âm thanh với công nghệ B&O của chiếc máy này nhá. Tiếp đến là khu vực bàn phím, mặc dù là được làm hoàn toàn từ nhựa thôi nhưng vẫn khá là chắc chắn. Đây, mình có tác động thử lực. Đó, mạnh như thế này mà rất ít cái hiện tượng bị flex. Riêng ở dòng HP Victor này nhá, thì cái phím nguồn của chúng ta lại được đặt trên bàn phím đây, ở vị trí này này, nên là nhiều anh em sẽ mất một thời gian để có thể làm quen đấy. Còn cái phím ở đây, cái phím vuông vuông này này, là cái phím mà gọi ra phần mềm tùy chỉnh Omen ấy mà mình có giới thiệu ở đầu video. Chúng ta sẽ có một bàn phím full size, kích thước phím thì hơi bé và vuông nên là ban đầu có thể anh em sẽ chưa quen cho lắm đâu. Và phím của chúng ta có hành trình phím vừa phải, độ nảy tốt, khi ấn vào thì phím đanh và phản hồi nhanh. Tuy nhiên thì cái phím điều hướng này này, trên dưới trái phải ấy, nó hơi bé một chút. Anh em chơi những cái tựa game như là FIFA Online 4 này hay đua xe thì có thể cảm thấy là hơi khó chịu. Ở phía dưới này, đó chính là touchpad. Touchpad của chúng ta thì khá là to và rộng, được phủ bóng nên là cái cảm giác di khá là chính xác. Tuy nhiên có một phải điểm phải chê, đó chính là các phím trái phải này này, nó chưa được hoàn thiện tốt cho lắm, khi dùng có cảm giác là hơi lỏng lẻo. Một thứ khác mà anh em quan tâm đó chính là pin. Chiếc máy này thì được trang bị một viên pin khá là khiêm tốn, chỉ là 3 cell 52,5Wh mà thôi. Hãng công bố thì có thể dùng đến 6 tiếng với các tác vụ cơ bản, nhưng mà thực tế thì chỉ được 4 tiếng anh em ạ. Nhưng mà nhá, cái phiên bản máy này mà dùng chip Intel mình nghĩ là chỉ rơi được khoảng 2 tiếng thôi. Đây, dùng chip AMD nên là cái thời lượng sử dụng pin nó có khá hơn khá là nhiều rồi. Và 4 tiếng thì cũng ok so với một buổi làm việc cũng như là học tập đúng không nào?
và anh em có thể cầm theo cả sạc nữa. Đây, cục sạc cũng rất là nhỏ gọn, thoải mái cầm đi theo. Chiếc máy này cũng có một cái cân nặng cũng khá là ổn đấy, 2,2 kg. Đây là cái cân nặng rất là tốt ở trong những cái mẫu máy cùng phân khúc nhá. Về cổng kết nối, ở phía bên trái của chúng ta sẽ có một cổng USB Type-A và một cổng tai nghe. Và phía bên phải này của chúng ta thì sẽ có một cổng HDMI, một cổng USB Type-A, một cổng mạng LAN, một cổng USB Type-C hỗ trợ xuất hình ảnh, kèm theo với đó là Power Delivery. Với cổng USB Type-C này thì anh em hoàn toàn có thể xuất sang màn 4K thoải mái nha. Tổng kết lại, chúng ta sẽ có một chiếc máy chỉ hơn 14 triệu đồng với cấu hình ngon, thiết kế đẹp mắt và tinh xảo. Cùng với đó là những trải nghiệm về hiệu năng này, hình ảnh hay là âm thanh đều ở mức ổn. Anh em thì thấy sao? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận nha. Cảm ơn anh em đã xem video này đến cuối. Đừng quên để lại một like, một subscribe cho kênh của Normal Computer, cũng như là bật chuông thông báo lên để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.